phim về quê ăn Tết phải không? Dạ. Về mực rồi. Tới hết rồi. Trời đất ơi. Năm chấm mặc áo rồi. Anh Hoàng 8 năm mới gặp. Em. Thấy không? Tao đông rồi không? Hai cái kia đông quá. Hai cái kia cắt nợ thì bữa nào quay. Em nói mày đà. Đà là cái gì nè? Phụ tá của ông ấy á. Phụ tá của ông qua kia. Phụ tá mà sao con làm quá vậy? Dạ. Má, má coi ông chính chưa? Ông cả chưa? Ông cả là ông ở hồng một cái ngang phải không? Dạ đúng rồi. Vậy là con phải hơn ổng hả? Phụ tá phải hơn chứ. Dạ. Wow, hơn cái đồ mặc quần không mặc áo dài không có quần đó. Chết cha vậy đó hả? Đâu 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 quan lát đứng lên cái má coi quan. Mà áo dài mỏng lét. Trời ơi. Hai cái quan hậu qua còn mặc bộ đồ vest rất là đẹp trai. Hôm nay có mặc áo dài the rồi má. Thấy bà gớm. Áo the nè. Gớm quá con, gớm 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 lắm. Đà xong chưa ra thì con. Ê, xong rồi nè. Lựa đo ni đứng dài. Ê không có môi kỳ hàng. Em rất là mê. Đạo diễn Ronnie đóng dài quá. Viết riêng cho bà Dung nha. Có một cảnh em hôn chị. Em hôn chị hả? Mà sao trái ngày ngồi chị? Mà em chưa đọc kịch bản luôn á. Ừ chị cũng biết. Thằng kia nói là hai chị gài. Chị gài em hả? Chị gài. Ai xin vô phải đọc password. Nhưng mà em vô em không biết đọc password. Cái kiểm cho em vô cái em hôn chị cái thì thấy em vô luôn. Không là trong phim gài hay là ngoài đời chị gài vô phim? Trong phim gài cái chị làm gì chị gài vậy hả? Nhưng mà chị thích. Cương vừa rất là dễ thương nha. Chuyện bánh không? Bánh gì? Bánh gì lợn bắp này bắp hàm bắp cốt rốc thôi. Trời nó nghe nè, mình cũng có tên mà mình ngồi vậy đó hả? Dạ đâu sao đâu, bánh tóc tướng thơ nè, bánh tóc giả đó. Ờ ê bắp giả tướng thơ được á. Được không? Được. Trời ơi nhưng sáng biết sợ ăn không mua hai gói đỏ đó. À, đã chưa, cái này phải cái cọng dứa là đã luôn ha. Đúng đúng đúng, sao biết hay vậy? Trời ơi, cái gì không biết. Ý đâu phải cọng dứa, đúng rồi. Dứa, dứa thì mặt ngay kẹo cứng. Cọng lá dứa chặt, cọng lá dứa là chặt. Ê, quê em ở Bến Tre hả? Dạ. Chị cũng ở Bến Tre nè. Chị huyện nào? Chị ngay tỉnh, hồi xưa học Trúc Giang á, tỉnh Liên Trúc Giang. Ngay ngày chị ngay trường Nguyễn Đình Chiểu hồi xưa á. Giờ ai đó chị? Có ai ba chị, gia đình chị ở đó. Giờ hết rồi. Giờ không ở đó nữa hả? Giờ hết ở đó rồi. Đến Tết vừa chơi. 27-28 Tết chị về Vĩnh Long chơi nè. Quay có bánh cải. Anh có thai không? Anh có thai. Em có thai. Thuận bắp không? Bắp không? Ăn thuận má không? À, dạ không. Bắp giả quê hương. Dừa nó cho nè. Nãy mới ăn. Ê bữa nào còn bắt sầu riêng không? Dạ còn. Để hôm nay em coi thử có sầu riêng không? Có không? Hôm nay bữa tao hai cho hai cái tao ăn tụng thủy dạo nè. Ngon mà ngon. À sao? Cho anh mà bắp giả quê hương nha. À, anh mới ăn bánh giả lận không? Bắp nhão hả? Trời ơi cái cương vừa cho nhão rồi. Sáng trễ quá không có mua gì ăn. Ngon quá vừa. Dạ ngon chị. Ngon. Cô ơi là cô bán em phải ăn mới lật lật vậy nè. Cô bán hả? Dạ. Con ơi. Thì chị nay chị đóng nguyên ngày hay sao? Chị đóng nguyên ngày, lát chị đi quay game show. Rồi đi vòng về, chị đóng tiếp. Game gì của đây kìa, Vĩnh Long á. Chị như quá tục tiên. Chị Dung đang làm kênh Ngũ Long Du Ký. Và chị nè, chị Thủy Mười, chị Dung. Mà mắc cười lắm nha, hễ ai mà gọi ủng hộ chị á. Phương Dung đang làm Ngũ Long Công Chúa. Chỉ có mình em là nhớ Du Ký thôi á. Dạ. Chị nhắc rất là nhiều lần mà cứ công chúa nhớ công chúa không ạ? Ừ. Tụi chị đâu có đi làm tiểu thời cát đâu, toàn đi quay cực không à. Ăn gì vậy? Sao vậy? Có mặn hả? Trong cái ghế cho thấy ngồi. Sao sáng nay không nhắn tin với tôi vậy? Ngày giống như giao lưu tình cảm vậy. Tại lát có cảnh Khương vừa phải hôn Phương Dung. Đúng rồi. Thì giống như chị em hôn chị thôi. Ờ. Nhưng mà chị phải diễn mê trai. Dạ đây bà con cô bác sáng cứ vừa ăn sơ mặn. Bà con cô bác sáng cứ vừa ăn sơ mặn. Em được cái giọng của em á. Giọng em á. Trời ơi miền Tây luôn á. Tây rồi em ở miền Tây luôn. Mặc quý bộ đồ vest cho cái giọng trời ơi miền Tây luôn á. Quen vậy.
Được, 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 sáng quá. Ba ơi, tới ngày 15 mày sáng rồi. Vậy hả? Rồi ai cho mày vô? Vũ. Sáng có thể là mình Vũ vô luôn. 2 kg mà tối về. Tôi cho nó nhảy đẩn nữa, đẩn lên nó mừng. Mà nó chưa ra nữa nè. Đã. Rồi, rồi. Chị nói gì đọc kịch bản chị thấy có hoàn cảnh em cộng. Tết ngày mấy tôi về? Sau ngày mấy hôm nay về chị dẫn. Dạ, ăn Tết luôn hả? Một hên hai tôi nha. Một là chị sẽ xuống luôn Đà Lạt. Má về không? Má về thích chơi không? Má về nhưng mà má về khác ngày con. Gì chơi là phải chơi tới bến. Hãy vô em. Chơi là phải chơi tới bến. Hôm nay là quê ông nè. Bình thường nó khác rồi. Nó là bình thường. Con đang ăn rau, con không được nói chuyện. Tử nó mới gọi là nó một cái action. Tối là một cái phim hả? Thì thôi mới dịp tới mùng 1, mùng 2 mới lên ví dụ vậy đó. Đã, đã. Ba lên gì mùng 2 lên trời. Mẹ em đừng nút lửa chịu được rồi. Nói này chị Út luôn. Nút lửa, có cảnh nút lửa Hương Dung nữa. Có chị nãy em nói rồi đó chị. Rồi cái xong cái nó nói là nó thề nó không xúc miệng, nó để vậy nó hôn em. Em nói ok, ok la, Việt. Một lát luôn. Lát quay rồi hả? Ừ. Đổi lại là hả, cảnh nó nôn quá, đổi lại luôn. Lát chạy về lấy đi. Ủa, má sơ má gắn gì bỏ sư vậy? Thấy thêm là dài mà mặc dù là hết vô loạn này rồi. Cái này không thắng nữa là do tại Hồ Bích Trâm á. Nói đầu đầu tư đưa bác cho em là mua rồi. Có đừng đó. Năm nay nếu mà em phát trong vòng một tiếng đồng hồ mà em cảm thấy view nó thấp thì đẩy qua kênh anh liền. Mua đi. Hợp lý, hợp lý, hợp lý. Miễn sao là biết phim của Hồ Bích Trâm được rồi. Anh giải biết em được rồi. Đúng rồi đó. Thôi, 8 lớp vậy ăn 4 lớp rồi nha, chị còn áo cà ba. Em mặc quần ghê nè, trời ơi, lúc nhật đẹp quá. Ăn khủng khiếp. Nói là bắt mặc áo này qua trong cái dạng là thấy ai bảo bà. Trời ơi là người, chắc to. Tóc vã, tóc vã. Tóc đâu chưa, em cũng chưa lên tóc mà. Giờ quá trời dĩ nhiên là cái bà. Nhưng mà cái đầu của anh đâu? Không chạy dắt giờ cổ rồi. Chả là tóc vải. Yên tâm đi, phân đoạn này tới 18. Dĩ nhiên bạn. Mình cứ bao nhiêu dĩ nhiên là chưa có nhà. Trời ơi, chín hôm nay là live show của tôi. Chín tuần lận. Chín tuần là gì? Em giao này cho chị. Chín tuần. Phân đoạn. Còn chín tuần là ví dụ như tay má đang ấy quá. Má 1-2 là Lan và Điệp. Dạ. Nghe. Dạ. Hôm nay live show của em chín phân đoạn mà 6 giờ sau rồi em phải đi á. Máy quay đẹp đẹp mà quay hậu kỳ nào quay mấy cái đoạn này ví dụ 2 phút 3 phút chỉ gắn vô sao ví dụ tập luôn thành người tập đó thành đó hỏi trả tiền trời ơi 6 cộng 1 ra 10 không thiệt chứ anh nói thiệt quay những ngày quay góp nhặt lại không kỳ ok từng phục trang này kia rồi không từ máy quay mình ra máy quay rồi này kia tùm lum máy quay hư bị cảnh hư hư á này cảnh hư thì nó không ấy vậy. Cái cảnh hư không ăn mà nó được nhưng mà nó không chủ động đó. Thì nó rác hút cuối á. Còn ví dụ như cảnh này sáng vô là lụm đúng phút này mọi người ăn uống không. Hoặc là nhiều cảnh hung này đó. Đó cảnh cổng. Phải lấy cái cảnh mà quang nãy nó quay rồi mà coi như đạo diễn không đồng ý cái hình tượng đó giờ phải vô làm lại cái hình tượng khác nữa nè. Ủa phải không? Đó cảnh đó rồi. Có gì dung hả? Đó rồi. Đó. Không có gì đó mới gọi là một cái đó ở chung với ai đau đớn gì quan bây giờ là má ra cái với đạo diễn chịu liền con làm sao bây giờ đừng có mấy chịu đó nó đòi nổi hơn ông Kiến An nó mặc áo dài gắm bo đi rồi giống khăn gì đó có và hai người là xấu nghe tại vì tấm hi em biết kiếm đâu tại vì hai cha con diễn giống nhau thôi cái này không hợp lý nghe không hợp lý suệ má hàng có gì thay lại con cái áo nha ok dạ có gì ra thay lại con cái áo ai xong mình sao sáng sớm gì thay mà ba sớm vậy chị chị vô chị sợ trễ nè chưa biết tí cầm đâu có đứt rồi à chị còn ai anh Phương ăn xong chưa chị ơi mặc luôn nhanh nhanh anh có anh luôn mini.